trời ơi trúc trúc có biết là trúc đã làm mọi chuyện tệ đến mức nào không và tại sao trúc lại nói như vậy không những em biết em đã thấy và em đã chiêm nghiệm ra tình yêu của em không lớn bằng tình yêu của chị Nguyệt dành cho anh em xấu hổ và tự thấy nên chấm dứt chuyện này và thôi làm phiền anh và mọi người Chính em Chính em là gián tiếp gây ra đau thương cho Nguyệt Và em sẽ nói với Nguyệt Là giữa em và anh Chưa bao giờ vượt qua giới hạn Có phải là anh đang nghĩ Là ước gì thời gian quay trở lại đúng không Em cũng vậy Em ước là mình chưa bao giờ gặp anh thực sự anh mới là người phải cảm ơn Trúc. Em đã tự hỏi vì sao? Em yêu anh. Yêu anh đến mức mà nói dối không chớp mắt. Vì sao em lại chia cắt tình yêu của anh và Nguyệt? Yêu là yêu. Và từ sâu thẳm trong trái tim em nói điều đó Yêu một người đã khó Yêu một người không dụ lợi lại càng khó hơn Em đã lắng nghe anh và Nguyệt nói chuyện với nhau Tình yêu của em chỉ là hạt muối bỏ biển Khi so sánh với tình yêu của anh và Nguyệt Em ước gì Em ước gì em được như Nguyệt Biết nghĩ tới người khác Và hy sinh cho người mình yêu Thật sự anh mới là người phải cảm ơn Trúc Vì đã nói ra hết sự thật Để anh có thể thanh thản suốt cuộc đời này Mà chăm sóc cho Nguyệt Cho dù Nguyệt Không đi lại được Hay khập khiển cũng được Anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi Người ta nói Khi yêu Chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc Quả là không sai anh có thể nhận của em một lời chúc của Mong anh được hạnh phúc được không Trúc à Rồi Trúc cũng sẽ gặp được một người nào đó để yêu thương Và người đó Cũng sẽ yêu thương Trúc Thời gian qua Ở bên anh Em rất là hạnh phúc Ngay cả khi anh không yêu em và lạnh lùng khao khát với em nhưng hàng đêm em phải thao thức với lời nói dối của mình nhưng kể từ hôm nay và ngày mai ngày kia em sẽ có giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn và em cũng có quyền được nhớ đến anh với những kỷ niệm đã qua không ai có thể cấm được em ngoại trừ em cả Em sẽ cùng anh xây dựng trang trại dê thật tốt Vì nó là khởi đầu của anh Và em sẽ ra đi Khi anh thực hiện được mơ ước của mình Nè Nhưng mà anh phải nhớ Là em vẫn là cô chủ nhỏ của anh đó nha Cảm ơn Trúc nhiều lắm mình vẫn là bạn nha Mình mãi mãi là bạn mà Em xin lỗi Thôi em đi đây Vậy là Mình với Trúc không xảy ra chuyện gì hết Ngày mai mình sẽ làm lại tất cả Chị hai, chị hai cái gì vậy chị hai chị hai cái gì vậy em với trúc em với trúc không có chuyện gì xảy ra hết em em nói vậy là sao nghĩa là chính trúc đã nói với em em với trúc chưa xảy ra chuyện gì hết có thiệt vậy không thiệt thiệt cái gì hai đứa tụi con chưa có gì với nhau thì con cũng đã kể cho ba nghe hết rồi đó Trời ơi! Sao tuổi trẻ tụi con nông cạn vậy? Sao con làm những chuyện thiếu suy nghĩ vậy chứ? Con có nghĩ tới danh dự của con, của gia đình này, và của cả danh dự nhà thằng Thiện nữa. Thiệt tình! Tội cho thằng Thiện quá! Con xin lỗi ba! Và con cũng đã xin lỗi anh Thiện rồi. Từ xưa đến giờ, con không quan trọng người ta nghĩ gì về con. Vì cuộc sống này là của con con có quyền và tự có trách nhiệm với mình con chỉ xin ba hiểu và thông cảm cho con vì con con yêu anh thiện con yêu anh thiện thật lòng ba con xin lỗi ba Bà. Tình yêu Không có lỗi bà Anh Nhất à Con Nguyệt nó sao rồi anh ha. Mấy người tới đây làm gì nữa ờ, Anh Nhất à Tôi biết thằng Khoa nó gây ra chuyện Cho nên hôm nay vợ chồng tôi đến đây Trước là thăm con Nguyệt Sau là xin lỗi gia đình anh Xin lỗi là xong hả à. Tôi sẽ kiện các người ra tòa Các người cứ chờ đó đi Tôi mong anh hết sức bình tĩnh ờ, Chúng tôi sẽ bồi hoàn tất cả mọi thiệt hại cho gia đình anh Hừ, Bồi hoàn anh nhớ lại đi. Anh cũng đã từng mượn tiền thằng khoa con của tôi. Thì bây giờ có kiện ra tòa cũng là bồi thường thôi. Mà bây giờ vợ chồng chúng tôi chịu bồi thường chứ đâu phải là không đâu. Tiền. 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 Tất cả là tiền. Thôi bây giờ vậy, trước mắt á mình lo sức khỏe của con Nguyệt. Rồi sau đó hai gia đình mình sẽ bàn lại với nhau. Con gái của tôi không muốn gặp ai hết. Nó ngủ rồi thôi nó ngủ rồi thì thôi khỏi gặp bà thôi đi cho phép vợ chồng tôi xin lỗi hai anh chị và tôi mong rằng hai anh chị cũng nghĩ đến cái tình của mình vừa là lối xóm cũng vừa là tình bạn từ ngày xưa với nhau mà đừng bao giờ tính tới chuyện thưa kiện và tôi xin hứa là sẽ bồi hoàn tất cả mọi thiệt hại cũng như được chăm sóc nguyệt sau này vậy thì ý anh chị muốn vợ chồng tôi bồi thường bao nhiêu một trăm năm mươi triệu cái gì một trăm năm mươi triệu ở đâu có số tiền lớn vậy con nguyệt nó chỉ bị thương sơ sơ thôi nằm viện vài ngày là về nhà thôi có cái gì đâu mà đòi dữ vậy chị nói sao chỉ bị thương sơ sơ thôi sao anh chị có biết con gái tôi bị gãy chân là có thể bị tật quyền suốt đời không không có số tiền nào có thể bù đắp được cái chân của nó. Rồi những tổn thất tinh thần mà con gái của tôi phải gánh chịu, anh chị không thể nào đền bù được nổi đâu. Bà con ngon á, bà để cho tôi chặt cái chân của bà, bồi thường cho nó, rồi tôi thương tiền cho bà. Tôi hiểu, tôi hiểu nỗi khổ của hai anh chị. Bây giờ tôi xin hứa là chuẩn bị đầy đủ tiền bạc để bồi thường cho Nguyệt. Cái gì? ông này Thôi đi Hả? Giờ thôi anh chị nể tình tôi Mà nhận đây một chút quà để mà lo cho con Nguyệt Anh đem về nhà đi Gia đình chúng tôi không nhận đâu Em <laughs> <laughs> thấy sao ừ. Nhớ nghe <laughs> Anh thương lắm á Nhớ nghe anh khoa đợi chị ở phòng 206 á chị ừ Ê Ê cô, Ê cô, trời ơi có sao không trời. con à? con có, có sao cô, nào? xin lỗi nghe con Ủa? 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 con có sao không chợ hả dạ dạ mẹ bắt đầu à, Vợ... mẹ bắt đầu <laughs> bữa hôm nay anh có việc nhớ nghe anh mua xe tay gà cho nha vậy nha vậy nha, vậy nha. em dậy trước nha mua xe tay gà cho vậy nha tới hả dốt dốt ừ. chà thằng qua với con nhỏ này ghê ha khoan đã gì vậy sao vậy gọi em tới chỉ vì chuyện này thôi đó hả ừ vậy con nguyệt thì sao nghe nói nó bị què dò rồi hả đừng nhắc tới chuyện này nữa sao vậy mà nè bộ qua tính không lấy con Nguyệt nữa hả? Còn câu hỏi nào có duyên hơn vậy nữa không? Tự nhiên bây giờ nó què vô rồi, sao mà cưới được? Ừ thì uh, Cúc sẽ hỏi một câu hỏi khác Câu gì? Hai người không lấy nhau nữa hả? Nữa? Mệt quá Tôi trắng ra, bây giờ thằng Khoa này rảnh tao rảnh chân rồi đó <laughs> Mèo thầm mở đây ừ? Được vậy thì cúc sẽ ly dị chồng để tới với khoa được không trời đâu có được sao lại không được vừa tức thì mới nói đã rảnh tay rảnh chân rồi kia mà ờ thì uh, khoa thì khoa muốn vậy đó nhưng giờ công việc nó mới bị vậy bây giờ khoa bỏ nó đi quay lưng lại ai mà để khoa sao biện bạch <laughs> nè nghe khoa dặn nè nè nói chuyện của khoa với cúc như vậy á đừng có cho ai biết như chưa để sau này cúc mà có ly dị á cúc sẽ được một khoản tiền kha khá xứng đáng danh phận của cúc đúng không ừ? khoan đã khoa đang nói tới tiền đó hả chính xác tiền vậy bây giờ tính? ê khoan 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 đã cái gì nữa bao nhiêu bao nhiêu gì bao nhiêu tiền hôm nay cúc hứng Cúc sẽ lấy tiền. Bao nhiêu? Um, giống như cũ. Thôi. <laughs> Giá cả cái gì cũng lên hết. Giá cũ không được đâu. Như cũ, lên một tí. Được chứ? Miễn sao, Cúc vui là được rồi. Ok? Ok. Vậy nha. <cười> <cười> Trời ơi. Tôi nói thiệt. Là tôi không có biết chồng tôi ở đâu hết. Tụi tôi đã gọi điện thoại cho ổng nhiều lần. Bây giờ bà gọi điện thoại cho ổng về liền. Nhanh lên. Dạ. Nếu không có hả? Ơi, tao ơi, đốt nhà đó. Là đốt nhà tôi. Đó. Đúng đúng nhà tôi. Đúng dạ, đốt. Đừng có đốt nhà tôi mà. Cái gì? Là tao đó. Ông Hào. Vô. đi đâu? Ông nở là ông bỏ đi hả? Bà thấy nó dính vào tôi không? Tụi tao á đã tới nhà tìm mày nhiều lần mà mày cứ né hoài gọi điện thoại cho mày á thì mày không bắt máy bây giờ mày tính sao hả tôi hứa tôi trả nợ cho mấy ông mấy ông làm gì dữ vậy mấy ông tới nhà quậy phá vợ tôi dữ vậy nếu mày không trả thì sao thì cái mạng của tôi nè mấy ông cũng làm gì làm <laughs> cái mạng của mày á rẻ lắm không có đáng đâu mà tao không có nói nhiều với mày nữa tao sẽ lấy mạng vợ và con của mày mày biết chưa anh phúc ơi anh phúc Mấy ông ơi, lại, anh, tôi anh, lại mấy ông đó Chết ra mày à, Ông làm thì ông tui chịu mày. đi Chạy ra Tha cho mẹ con Ôi, tôi mà Bà, 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 bà vô rộng lý giùm cho tôi Cái giấy tờ nhà nhanh lên đi 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 Anh Phúc Tôi lại anh Tôi đang nghĩ anh mà anh Phúc Mày anh đang nghĩ cái gì ờ, Tao lấy giấy tờ nhà của mày Là để tao cho mày khỏi trốn thôi Chứ tao á Tao chỉ lấy tiền mặt thôi Mày biết chưa Tôi biết, tôi biết mà, tôi biết, biết mà anh Phúc Anh Phúc, mày đưa giấy tờ nhà đưa đây Giấy tờ nhà của tôi Mày mà. đưa đây cho tui! Biết cái gì mà tiếc Nó giết hết cả trạm bây giờ Nè Tạm thời á à. Tao giữ giấy tờ nhà này Nếu mà mày không trả Mày biết cái gì chưa Đồ ly Đi mày Dạ Ông đó Ông đó Ông ăn chơi cho lắm đi Nợ nàng chồng chứ Bây giờ biết mẹ con tôi khổ sở là sao không mẹ con tôi bỏ đi cho ông vừa lỏng không nghe cái vựa cá này á tôi để lại cho ông đó ông tự sinh sống đi <laughs> ông trời sẽ không tuyệt được sống mà tao sẽ đi đòi tiền Tấn thằng bộ anh bán thông à. tin nè mày đừng có nghĩ là tao tống tiền mày nha bởi tao nghĩ thông tin này đáng giá và quan trọng lắm đó tôi không có rảnh thông tin này nó liên quan tới con cúc vợ của mày nếu mày không muốn nghe thôi tao đi về khoan đã anh muốn bán bao nhiêu sẽ xứng đáng với những gì mày nhận được nhưng mà nếu chuyện này lộ ra thì bản thân tao cũng nguy hiểm nữa <laughs> gì mà ghê vậy anh Hào nào giờ bán cá, giờ chuyển sang mua bán thông tin nè. Mà chắc gì tôi đã mua. <laughs> Mày sẽ mua. Cô đi đâu mới về? anh mà cũng quan tâm tới em nữa sao em đi công chuyện thôi tôi hỏi là cô đi đâu mới về có phải là cô đang quan hệ với thằng khoa đúng không ai nói ai nói với anh là tôi quan hệ với thằng khoa ai nói hả cô đứng lại cô đi đâu tôi thì không ngờ cô qua lại với người chỉ đáng tuổi em của mình tôi ghê tởm cô anh lạnh lùng anh hất hủi tôi chẳng lẽ tôi không có quyền đi tìm hơi ấm cho bản thân của mình sao thôi được rồi nếu như cô đã nói như vậy cô sẽ được quyền tự do đến với bất cứ ai cô muốn làm gì thì làm cô sẽ không bao giờ bị mang tiếng ngoại tình nữa tôi sẽ lo cho bé đào cũng như từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ đặt chân gì cái ngôi nhà này anh nói dễ nghe quá ha <laughs> đúng ý đồ của anh quá rồi còn gì vậy sao còn nói lẫy? anh muốn ly dị tôi để được tự do tới với con thủy đúng không tôi nói cho anh biết anh đừng có mong ly dị tôi một cách dễ dàng như vậy Tôi hiểu quá rõ con người của cô mà Cúc Cô muốn gì cô nói thẳng đi Điều kiện là gì Được 300 triệu Cái gì 300 triệu Không 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 500 triệu Cô bị điên hả Anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy Tôi hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó kia mà Nếu anh không đủ số tiền đó Chia gia tài đi Bán nhà Bán giường nho Nhiều khi biết đâu lúc đó Tôi còn được 700 800 Thậm chí là 1 tỷ Tôi còn được nhiều hơn nữa đó Không được đâu Tôi sẽ không bao giờ bán vườn nho Vậy thì anh đừng mong lý gì tôi Chuyện đó thì để tòa án quyết định Tôi không bao giờ đổi chát với hạng người như cô sao quân nhỏ không biết khách sạn đó qua hỏi cái gì vậy cúc làm sao mà biết được mẹ có thằng nào đó chơi mình rồi đó cúc sẽ dọn ra khỏi nhà trong nay mai sau khi ly dị xong qua tìm cho cúc một khách sạn nào đó kín đáo một chút ở xa cũng được mà nè không lấy khách sạn cũ nữa nghe chưa được rồi coi tòa án xử sao mình tính tiếp vậy cũng tốt kết thúc sớm đỡ phải căng thẳng đầu óc hàng ngày mà nè nhớ đội tỷ ổng nghe chưa đội càng nhiều càng tốt nghe chưa biết rồi mẹ mà thằng chó nào theo lẽo gì không biết mày á hỏi qua sao có biết tiền cá chết của anh đó gì cá chết ê cá của tao là cá tươi sống à nghe mực cua của tao giao mày cũng là tươi sống à ý mày bữa nay là sao đây nè, đây là băng keo nè. Gì băng keo? Hơ, nay mày cũng nóng gì ta? Ý mày nói là mày trám miệng tao hả? Hơ, ê, nghe. Yeah. Tao nghĩ dư đây, giá không đủ cái miệng tao mày. Đợt này anh cầm đỡ vô đổ đi. Gia đình tôi đang có rất nhiều chuyện. Em gái tôi đang nằm bệnh viện, cần rất là nhiều tiền để mà điều trị. Thôi được rồi, tao hiểu mà. Tao với mày anh em, thông cảm cho nhau đúng không? Tao biết á gia đình mày có chuyện Nên tao đâu có ép mày Tao phải để đức lại cho mấy đứa con gái của tao nữa chứ Chắc là cô đau lắm phải không Cô yên tâm đi Lát nữa y tá sẽ chích cho cô một liều thuốc giảm đau rồi Chỉ cần một lát nữa thôi Cô sẽ đỡ liền Với lại kết hợp uống thêm ba thuốc kháng viêm và chống phù nghe Bác sĩ à Tại sao chân tôi không có cảm giác gì hết vậy có phải tôi bị liệt rồi không bác sĩ? Không có đâu cô, bởi vì cô mới mổ nên vết thương chưa lành. Thành ra cô chưa có thể cử động được. Chỉ cần một tuần lễ sau á, thuyền giảm dần, lúc đó thì chân của cô sẽ cử động lại được. Cô yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ. Thôi, cô cứ nghỉ ngơi nghe. Nguyệt Để anh Em muốn đi Nguyệt Anh nói cho em nghe nè Anh với Trúc chưa bao giờ vượt qua giới hạn hết á Thiệt đó Trúc Đã nói rõ với gia đình Trúc rồi Anh cũng đã nói với chị Hai luôn rồi Từ bây giờ Cuộc đời của anh sẽ gắn chặt với em Không bao giờ tách rời nhau Anh sẽ ở bên em Chăm sóc cho em mỗi ngày Anh Thiện Em không cần đâu Em không tin anh sao Anh nói thiệt đó Thật sự anh với Trúc không có gì hết Tất cả là do Trúc bịa đó thôi Nếu mà em không tin anh sẽ gọi Trúc đến để nói chuyện với em. Rồi. Không phải như vậy. Không phải là em không tin giữa anh và Trúc, hoặc Trúc và anh. Mà là ở em là tình cảm của em. Thời gian qua, em đã tự hỏi bản thân mình rất là nhiều là em có yêu anh hay không. Vậy em trả lời là Em không có yêu anh Không đúng Em đang nói dối Sao em cứ né tránh anh hoài vậy Anh xin em đó Nguyệt à Em đừng có trốn tránh anh nữa Đừng có biến anh thành một thằng đàn ông tệ bạc Được không Nguyệt Anh yêu em Nguyệt à Không Anh không yêu em Anh đang thương hại em Thôi Anh đi về đi Anh đang làm em khó chịu quá Em muốn nghỉ ngơi anh biết em đang rất khó khăn để chấp nhận mình như bây giờ nhưng mà em đã là trái tim của anh thì anh sẽ là đôi chân của em được không nguyệt không em không cần tòa sẽ gửi đến cho hai anh chị tôi không đồng ý tại sao anh vừa có quyền nuôi con còn không cho tôi lấy tài sản tôi sẽ kháng cáo tới cùng cô có quyền nếu như cô chứng minh được tài sản của tôi là tài sản chung và năm năm qua cô đã làm gì cô ở đâu cô không trả lời được chứ gì không ai để cho một người phụ nữ vô trách nhiệm và nhiều quận khúc như cô dành quyền nuôi bé đào đâu thằng quân nó nói đúng đó biết đâu rồi cô làm điều gì đó ảnh hưởng tới bé đào thì sao xin lỗi cô không có quyền can thiệp về chuyện riêng tư của tụi tôi và tôi cũng không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi của cô tại sao tôi không có quyền tôi là cô của nó mà hơn nữa, lúc cô bỏ đi, tôi và thằng Quân chăm sóc cho bé Đào. Những lúc nó bệnh, nó mọc răng, nó nóng sốt. Thì cô ở đâu? Hả? Cô nói đi. Hay là cô làm chuyện gì bậy bạ rồi quay về đây? Cô đừng có suy diễn bậy bạ. Tôi nói trước, tôi sẽ kháng cáo tới cùng. Tôi sẽ đồng ý ly dị. Nếu như tôi nhận được 500 triệu, chấm hết. Con nhỏ này quá quắc thiệt á Sao Cút chấp nhận dễ dàng vậy Ý Khoa là sao Nếu để chồng quân nuôi con á Mình phải lấy 800 triệu Khoa thôi đi Còn phải để tiền cho quân nuôi con chứ Cái gì tiền nuôi con Dường nhỏ của quân á Mỗi tháng thu ít nhất là 15-20 triệu Nếu như ông cố gắng làm ăn cày bừa cuốc bước gì đó Thì khoảng 3 năm nữa ông đủ tiền trả cho cút rồi Chưa kể nha Cái miếng đất cổ á Bán được 3-400 triệu rồi Đúng không Có ác quá không Gì ác tôi nói là tôi lấy 800 triệu của quân có ác quá không cái gì vậy đâu thấy ác đâu thấy mặt đẹp thánh thiện quá chừng mà <laughs> thôi đi thôi thôi đang nói chuyện nghiêm túc được cái giỡn bây giờ nghiêm túc nè bây giờ muốn tồn tại là phải ác bây giờ muốn làm ăn cái gì cũng vậy phải có cả tỷ trở lên hiểu chưa mình muốn ra biển lớn làm ăn lớn á phải có cả tỷ trở lên người ta mới không vụ dập mình trời ơi có một hai trăm triệu làm ăn cái gì còn nói là ác <laughs> nông cạn cuộc nghĩ gì vậy phải làm cái gì <laughs> trúc có ít quà gửi cho nguyệt trúc đến để thương hại tôi đúng không không có đâu nói đúng hơn là tôi đang tự trách mình nguyệt xin lỗi nguyệt tôi có nghe anh thiện nói rồi chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi đừng có nhắc lại làm gì đau đớn lắm tôi không muốn trông mong gì nguyệt tha thứ cho tôi tôi chỉ mong nguyệt thông cảm cho tôi tôi chứ không phải trúc quá yêu tiện đúng không thật lòng là... khi tôi biết tin tôi bị như thế này tôi có nghĩ đến chuyện trúc và thiện ở bên nhau và đó là định mệnh tôi không muốn anh thiện khổ tôi không muốn mình là gánh nặng cả đời trên vai của anh ấy tôi muốn anh thiện có cơ hội đổi đời và được hạnh phúc con người ai mà không có ham muốn chứ đã yêu ai thì chỉ mong người ấy sẽ yêu mình và đáp trả lại tình cảm cho mình, đặc biệt là phụ nữ. Có ai mà không muốn sẽ có một lần được làm công chúa chứ? Được người yêu mình nâng niu trong tay, tận hưởng dư vị của tình yêu, được yêu thương và che chở. Nhưng tôi tôi đã tự lừa dối mình và sống trong ảo tưởng là anh thiện yêu tôi khi thấy ảnh đau khổ vì sao nguyệt tôi mới nhận ra một điều là là tôi chẳng bao giờ có được trái tim của anh thiện cả chúng ta đều yêu thiện chỉ có khác á bây giờ tôi là kẻ tật nguyền nhưng mà tôi mong trúc hãy chăm sóc anh thiện yêu thương và lo cho ảnh và xây dựng trại dê trúc hứa với tôi đi tôi có thể làm được mọi thứ nhưng mà tôi không thể làm nguyệt tổn thương thêm một lần nữa nhưng mà tôi không thể lôi kéo cuộc đời của anh thiện á, xuống tận cùng đau khổ của làng muối mặn này tại sao nguyệt lại bi quan như vậy Suy nghĩ của Nguyệt toàn là bóng tối và mây u Không lóe lên một tia hy vọng Một sự lạc quan nào cả Tại sao không mở lòng đón nhận tình yêu của anh Thiện dành cho Nguyệt Vậy tình yêu đối với Trúc là gì? Tình yêu Tình yêu đó Là sự hy sinh Tình yêu là sự hy sinh Nếu vậy á Thì tại sao Trúc không yêu Thiện chăm sóc cho anh thiện hãy yêu anh ấy mang lại hạnh phúc cho anh ấy thay Nguyệt đi nhưng mà tại sao Nguyệt không hiểu là người anh thiện yêu là Nguyệt chứ không phải là Trúc thôi Trúc đi đi Nguyệt muốn ở một mình trúc sắp đi xa rồi trúc mong nguyệt sớm bình phục trúc đi đâu trúc nguyệt đừng có nói với anh thiện là trúc đã tới đây giữa trúc và anh thiện không có chuyện gì xảy ra đâu nguyệt hãy tha thứ cho anh thiện và hãy đến với tình yêu của anh Hãy tin anh thiệt Tình yêu Tình yêu là sự hy sinh anh Thiện ơi Em không thể giết chết cuộc đời Và tự do của anh được Anh có hiểu cho em không? Đi từ từ thôi chị Hai Chị ơi em đậu rồi Cái gì vậy Em đậu trường ý rồi nè chị Hai Đậu Đậu thiệt rồi nè Chị biết là em làm được mà đậu rồi chị hai Bảy ơi ông Tư à, ơi, ơi. Em con nó đậu trường y rồi Ủa vậy hả Dạ Nó đậu rồi Ông chúc mừng con nha à. Bảy ơi Ừ ờ, chúc Ê. mừng nha à. Trời, Trời giỏi quá, quá. Vậy là Xã mình có người đi học trường y rồi Trường đó lấy điểm cao lắm phải không con Dạ điểm cao lắm rồi, bảy Đâu đâu Con đem tờ giấy đó qua cho dì Bảy coi coi đó là sao con qua đây Dạ Ờ, à, đem qua đây con. đâu con giỏi quá. Ông Tư, ông coi nè. Nó giỏi không? Ồ, vậy là à, thuốc của mình sắp sửa quá. của bác sĩ tương lai rồi đó. À. Đậu rồi đó, đậu cao lắm đó, đừng con nghe. Coi coi. Trời à, ơi, giỏi quá. Ừ, à, để coi. Ba mẹ ơi, vậy là mong ước của ba mẹ đã thành hiện thực rồi thằng thịnh nó đã đậu vào trường y rồi dạ xin thưa với hai anh chị đây là toàn bộ số tiền bồi thường theo yêu cầu của anh chị tôi biết với số tiền này không có thấm tháp vào đâu so với sự thiệt hại mà anh chị với nguyệt phải gánh chịu cho nên tôi nghĩ là nếu như có cần sự hỗ trợ nào thêm nữa anh chị cứ thẳng thắn nói với tôi tôi sẽ giúp đỡ thêm mà làm sao cho con gái tôi có thể trở lại như xưa làm sao cho đôi chân của nó có thể đi trên những cánh đồng muối trắng cùng tôi mỗi sáng sớm làm sao nghe được tiếng cười đùa của con gái tôi làm sao có ai dám lấy nó làm vợ trong khi chính thằng khoa là người gây tai nạn cho nó mà lại hất hủi xa lánh nó tôi tôi thành thật, thật xin chị xin chị đừng có nhắc tới cái thằng khoa con của tôi nữa thằng trời đánh như vậy nữa hơn ai hết tôi cảm nhận được sự tàn tật là như thế nào mà tất cả những điều chị vừa nói tôi nghe lòng của tôi quặn lại nếu như tôi làm được điều gì để bù đắp cho cháu nguyệt tôi sẽ làm tôi sẽ làm hết gì ạ. Thôi, anh về đi. Không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Tôi không muốn liên quan gì đến gia đình anh hết. Trong số tiền này, tôi sẽ trả lại cho anh số tiền mà tôi đã mượn của thằng Khoa. Và luôn cả số tiền mà anh sắm sửa đồ cưới mà anh đã mang qua đây. Anh nhớ cả, tôi mong anh là đừng có tính toán gì ba cái chuyện tiền bạc này nữa kể cả cái tiền mà thằng Khoa nó đưa cho anh trước đây á, tôi cũng đã bàn với bà nhà của tôi rồi. Coi như một khoản tiền bù đắp cho cháu Nguyệt mà thôi. Vậy tôi mong anh chị hãy rộng lòng vì tình bạn lâu năm, nghĩ tình hàng xóm, đừng có kiện thằng Khoa ra tòa. Hãy cho nó cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm của nó. Đúng là chúng tôi đã dạy con không cẩn thận nên bây giờ phải chịu trách nhiệm tại tại bà nhà tôi bà nuông chiều con quá cho nên bây giờ sự việc nó xảy ra như vậy tôi qua đây có mấy lời như vậy tôi mong anh chị vì tôi mà nghĩ lại xin phép anh chị Trời ơi, tiền, tiền, tiền! Trời ơi, cái chân của con tôi, Miệt ơi, bà hối lỗi ba Miệt ơi. Sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ơi Em gái tôi có khả năng bình phục hay không Có khả năng Nhưng mà Thời gian thì rất là lâu Trước mắt chúng tôi đã điều trị cái xương gãy của cô ấy Tuy nhiên Tuy nhiên sao bác sĩ Cũng đã xảy ra không ít trường hợp Sau đó bệnh nhân phải ngồi xe lăn vĩnh viễn Tại sao vậy Có nhiều lý do lắm Tại vì xương chúng tôi cũng có thể điều trị Trường hợp của em gái anh Có liên quan tới gân Cơ Cho nên phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân Và sự nỗ lực của người nhà bệnh nhân cần phải kiên trì tập luyện bác sĩ ơi vậy gia đình tôi có thể nào đem gái của tôi vào sài gòn để mà điều trị hay không nếu như gia đình có yêu cầu chúng tôi sẽ làm giấy chuyển viện cho cô ấy dạ vì ở đó họ có điều kiện hơn chúng tôi khi chúng tôi đem gái lên sài gòn em gái tôi có khả năng đi lại hay không mặc dù ở thành phố có điều kiện tốt hơn chúng tôi điều này tôi cũng khẳng định được rằng với kinh nghiệm của tôi cô ấy cũng có thể đi lại bằng nạn đã là một sự cố gắng lắm rồi tôi mong người nhà đến động viên cô ấy cũng nên chấp nhận điều này đi dạ tôi cảm ơn bác sĩ nguyệt đừng khóc nữa mà chắc chị đau lắm phải không chị không sao đâu nhưng mà hôm nay đỡ đau hôm qua ừ, đỡ đau là tốt rồi nè bữa hôm mà em cấp cứu mọi người sợ lắm bữa nay dù nhìn thấy em như vậy, chị cũng mừng. Em đừng suy nghĩ gì nữa hết nha. Ráng cố gắng dưỡng bệnh. Ờ, cái dạ. chân chắc cũng sẽ mau lành thôi. Nè, chị báo cho em một tin mừng. Thằng Thiện nó đã chuẩn bị một kế hoạch để nó có thể vừa chăn dê mà vừa có thể chăm sóc được cho em đó. À, chị nghe nói là em đọc đại học y rồi phải không? Chúc mừng em nha. Chắc tháng 9 này em vào Sài Gòn nhập học rồi chị ở nhà, ráng giữ gìn sức khỏe nha. Mọi chuyện sẽ ổn mà chị. Em đừng lo gì hết, ráng đi học, rồi sau này sẽ tốt hơn. Dạ, <laughs> em biết không. Ta nói ở dưới xã của mình ai cũng mừng hết trơn á. Tiếc là tự nhiên các em gặp cái chuyện này. Ủa, anh Thiện đâu rồi chị? Thằng Thiện ở trên trại dê của nó trên đồi á. Ta nói từ ngày mà em xuống rì sò của anh Nghĩa em ở là nó bỏ đi luôn nó nói nó lên đồi xây trại nó còn kêu đó là ước mơ của em với nó nữa dạ yeah. em rất tiếc á là ông trời không cho em được lành lặn để cùng phụ ảnh lo chăn chạy dê em buồn lắm không biết sao em lại xui như vậy nữa không có buồn nữa không có suy nghĩ gì nữa chị uh, nghe thằng thiện nói là nó sẽ đi lên chùa hỏi thăm bài thuốc gì hay lắm của ông sư thầy rồi nó đi tìm nó hỏi người ta rồi chị Nguyệt yên tâm em học bài xong em sẽ qua nhà chị Nguyệt chơi lúc nào tụi em cũng có bên cạnh chị hết á. chị sẽ không buồn đâu <laughs> không có buồn nữa nha. chúc bạn gái của con mau sớm bình phục dạ con cảm ơn thầy thưa thầy con về a di đà phật